Thì dưới đây tôi sẽ minh họa cái cách để tìm một cái tập tin trong một tạp chí và sau đó thì download về trong thư viện EndNote, cũng như là liên kết cái tập tin PDF vào trong cái thư mục của EndNote. Thì giả sử tôi vào cái tạp chí The New England Medicine và tôi làm một cái nghiên cứu về septic arthritis, tôi đánh vào từ khóa là septic arthritis vào trong cái thư mục search của tạp chí, tôi đánh enter để tôi tìm các cái bài báo có liên quan. Dạ, đây có rất nhiều bài báo có liên quan và cho thấy rằng có 904 bài báo có liên quan về septic arthritis. Và chẳng hạn tôi quan tâm đến một số cái bài về một cái medical, về các tiến bộ trong y khoa để tôi có thể áp dụng trong nghiên cứu của tôi. Chẳng hạn tôi đánh bài là cái bài ứng dụng lâm sàng, tức là arthritis, osteoarthritis của khớp háng. Thì tôi click vào cái bài tập tin này, cái tên của cái bài báo, thì tôi có tên bài báo. Và giả sử tôi muốn download cái trích dẫn của nó thì tôi đóng vào download citation. Đó. Và dạ, bởi vì tôi làm cái download về EndNote chứ chọn là download citation, chọn EndNote ở đây thì nó sẽ download về cái thư mục download của tôi. Thứ hai là tôi muốn có tập tin PDF, tôi click vào PDF và tôi có tập tin PDF. Đó. Và tôi giả sử tôi cũng lưu cái tập tin PDF này lại, tôi save us. Đó. Và tập tin của tôi là tên là osteoarthritis of the knee. Đó. Và sau đây thì tôi qua thư mở EndNote, tôi mở All Program, chọn EndNote và tôi mở thư mục EndNote ra, mở tập tin chương trình EndNote. Và tôi mở một cái tập tin mới, chẳng hạn như file new, và đặt tên là thư viện mới. Thì trong thư viện này nó chưa hề có một bài báo nào cả. Sau đó thì tôi nhập những cái citation của EndNote vào, tôi click vào file, bấm vào import và chọn file. Tôi chọn tập tin tôi vừa trích dẫn về và chẳng hạn tôi có làm trong thư mục e download và tập tin đó là đã được chọn với cái đuôi là EndNote Redux. Sau đó thì tôi chọn cái import option là EndNote import và tôi bấm import thì nó sẽ ra được cái tên của cái bài báo mà tôi có download về, tức là của Len Nancy trong cái tên là Osteoarthritis of the Hip. Ở đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỗ cái dấu kẹp giấy thì không có chữ gì, có nghĩa không có dấu hiệu gì, có nghĩa là nó chưa có attachment cái tập tin PDF. Nếu tôi muốn attachment PDF vào thì tôi chọn cái citation đấy và tôi click chuột phải, tôi mở vào file attachment và tôi bấm vào attach file. Sau đó thì tôi click vào cái tập tin mà tôi vừa chọn, đó là osteoarthritis. Thì sau khi tôi làm xong thì tôi đã thấy là ở trên cái hàng này có cái dấu kẹp giấy, có nghĩa là đã có tập tin PDF gắn vào. Lần sau tôi muốn đọc thì có hai cách. Cách nhất là tôi click chuột phải và tôi bấm vào file attachment và tôi mở cái open file thì nó sẽ bung tập tin PDF ra và tôi có thể đọc một cách dễ dàng. Đó. Cách thứ hai là tôi sẽ dùng cái phím là Control Alter P, và nếu chúng ta quen thì chúng ta sẽ có dùng phép nút này sẽ nhanh hơn. Tôi minh họa lại, tức là tôi sẽ mở file attachment và tôi open file bằng cách là bấm vào phím tắt Control Alter P. Thì đó là toàn bộ quy trình chúng ta đã thực hiện cho việc download một bài báo.